Quỳnh Nga chính thức xác nhận về việc ly hôn Doãn Tuấn sau 5 năm vì lý do đau đớn này. Những ngày gần đây, khán giả đã bàn tán không ngừng về cuộc sống hôn nhân của cá sấu chúa Quỳnh Nga. Theo đó, mọi thứ xuất phát từ bức ảnh diễn viên chụp cùng tình cũ Khánh Phương, Bằng Cường lại có thêm lời bình luận, cả ba đều độc thân. Thời điểm ấy, cô quyết định im lặng trước mọi lời đồn. Tuy nhiên mới đây nhất, câu chuyện này đã được chính người trong cuộc xác nhận. Cụ thể, Quỳnh Nga tâm sự, tôi không có ý định giấu kín, nhưng chuyện này vốn không vui vẻ gì cả, nên tôi không muốn mọi người biết. Người ta vẫn bảo chuyện vui hãy nên khoe, chuyện buồn thì nên giấu lại. Nếu như mọi người không hỏi thăm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đề cập đến điều đó. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã là quá khứ, tôi cũng ổn hơn để có thể bình tĩnh và chia sẻ lần duy nhất. Tôi và anh Tuấn đã không còn ở với nhau một thời gian lâu rồi. Với những người phụ nữ từng ly hôn, họ sẽ hiểu cho tâm trạng của tôi bây giờ. Vì tổ ấm và người đàn ông ấy từng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Đồng thời, nhiều tin đồn cho rằng cả hai mâu thuẫn một phần vì nguyên nhân chưa có con, tuy nhiên nữ ca sĩ đã phủ nhận. Hoàn toàn không có chuyện này vì tôi và anh Tuấn từng lên kế hoạch sinh con. Trong hôn nhân, mỗi cặp vợ chồng đều có những vấn đề khác nhau và tôi nghĩ ai cũng cố gắng hết sức để vun vén. Đổ vỡ chỉ xảy ra khi cả hai không thể xóa đi những mâu thuẫn nên kết quả là phải buông tay. Nữ diễn viên khẳng định hai vợ chồng tan vỡ vì không còn chung quan điểm và dù đã nói chuyện với nhau nhưng cũng không có cái kết mong muốn. Hy vọng sau những tổn thương, buồn bã trong khoảng thời gian vừa qua thì cả Quỳnh Nga lẫn Doãn Tuấn sẽ gặp được niềm vui, may mắn trong tương lai.